Xin chào mọi người, thì hôm nay mình giới thiệu cho bạn một cái đôi mocassin đi của thằng Vợsạc mọi người ha. Thì nó cũng sẽ có một cái box nè và những cái thông tin của nó các bạn search trên Google nó sẽ ra. Thì cái box Vợsạc thì lúc nào nó cũng sẽ là màu đen nha mọi người ha. Ở bên trong là có một cái đôi giày. Mỗi đôi thì nó không có cái dust bag giống như là những cái đôi khác mọi người ha, nó chỉ có một cái dust bag nguyên bản thôi. Cũng như là nó để chung vậy mọi người. Thì mình thấy cái này nó không có thích mọi người. Cái dust bag này các bạn để cái túi thì nó sẽ ok hơn. Và cái dust bag này các bạn thấy không, nó cũng sẽ có logo mà nó sẽ làm rất là nét. Các bạn để ý nó để các bạn phân biệt được hàng pha kê và hàng chính hãng mọi người nè. Thì quay lại đôi giày thì mình có một cái đôi, nói chung là cái mà là mocha gọi là giày lười mọi người. Và cái chất da của nó là đúng da thật luôn mọi người. Thành ra khi các bạn cầm các bạn nghe được cái mùi da của nó, mùi da bê mọi người. Và đây là cái logo của Medusa, nó logo thằng Medusa làm 3D nổi lên luôn. Còn những cái xung quanh đều là chỉ may bằng tay hết mọi người nè. Đó, nhìn rất là chi tiết và rất là đẹp. Thật sự thì cái em này nó rất là êm mọi người. Cái da của nó mọi người nó không phải là giống như là những cái đôi clofer, nó giống như là dạng như là giày lười mọi người. Thành ra các bạn mang rất là êm. Đây là ở mặt sau của nó. Còn cái đế các bạn để ý nè, nó sẽ có một cái chút gọi là nó sẽ hơi giống như là nó không có bóng mọi người. Thì nó là hàng sale outlet, thành ra các bạn bỏ qua cái chuyện này ha. Cho nhiều khi các bạn kỹ quá thì cũng tội cho seller. Ở mặt dưới thì nó cũng sẽ có những cái phần đế nhựa mọi người nè, để nó làm chống trợ của mọi người. Và cái chất da của nó thật sự là mình thấy rất là thích luôn. Đôi này thì các bạn nên đi đúng size mọi người ha, các bạn không cần phải fit size gì hết trơn á. Ở bên trong thì nó sẽ có một cái miếng da mọi người nè, và cái thông số của nó tất cả đều là da hết. Nhưng mà cái ót ngoài sau mọi người mình thấy là nó làm bằng da lộn, nhưng mà kiểu như là nó hơi khô một xíu, nó hơi cứng một xíu. Thành ra là các bạn nên mang vớ nha. Các bạn mà không mang vớ thì cái nó bị cấn đó rất là đau. Và cái phần này nó sẽ có một cái mã code riêng, mỗi chiếc nó sẽ có một cái mã code giống nhau và mỗi đôi nó sẽ có một cái mã code khác nhau. Và cái này kiểu như là nó cũng sẽ giãn nè mọi người nè, khi các bạn thọt cái chân vào nó cũng sẽ rất là dễ mọi người ha. Cái đế ở dưới nó cũng có chữ logo và sạc mọi người nè. Đôi này thì các bạn có thể mang đồ tây hay là các bạn mang đồ mà quần jean này nọ vẫn ok mọi người ha. Thì hiện tại cái em này mình đã hết hàng rồi, mình chỉ còn order sau, nếu mà nó có sale thì mình sẽ lấy về. Thì giá cũng tầm khoảng 9 triệu mấy thôi. Nếu mà các bạn thích thì cứ inbox cho mình đi, mình còn size nào thì mình sẽ nhắn các bạn. Nếu mà mọi người thích cái video này, mọi người thích đôi giày này, mọi người nhớ mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình, bấm vô thông báo cái bên để nhận được những video mới nhất của mình, nhớ cho mình một tim ở bên TikTok. Rồi, bye bye cho mọi người.